Câu thứ hai Có Phật tử hỏi rằng ạ Con bạch thầy Khi có cha già mẹ mất Thì nghi thức an táng Phải có quần áo Gương lược mới Và một quyển kinh kỳ cầu mang theo Khi cải táng Thì phải bỏ vào trong tiểu quách Vàng hoặc bạc Để ngăn cản ma quỷ Khác bắt nạt Việc này có đúng không Và khi người thân chúng con mất Chúng con nên làm gì để tốt nhất là mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho. Ở đây phật tử này có nói rằng á, khi cha mẹ già mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Cái này thì tự là các phật tử chúng ta bịa ra thôi quần áo thì đương nhiên rồi cái quần áo phải mặc vào thì đương nhiên là 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 cũng phải như chúng ta này thôi người nào mất thì cũng phải thay bộ quần áo mới vào đó hoặc bộ quần áo mà người đó yêu thích hàng ngày hay mặc vào đó, đó. thì đấy là đương nhiên còn gương lược và một quyền kinh kỳ cầu mang theo thì cái này chúng tôi chưa nghe các hòa thượng các thượng tọa ở trong giáo hội giảng dạy là phải có cái đó Chúng tôi 8 năm đi học ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, học với rất nhiều các hòa thượng và các vị thường tọa, các vị đại đức, danh tiếng ở trong giáo hội, tài đức ở trong giáo hội, đạo hạnh ở trong giáo hội. Cũng chưa thấy hòa thượng thường tọa đại đức nào giảng dạy và nói rằng khi người chết là phải có hương lược mới và một quyền kinh kỳ cầu để mang theo. Chưa có. Tôi chưa từng thấy, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chưa từng thấy vị nào nói như vậy. Và từ đó, từ khi học xong cho đến nay, cũng đã 11 năm rồi. 8 năm cộng 11 năm, chúng tôi đi Hoàng Pháp và cũng đọc rất nhiều kinh luận của Phật giáo. Cũng không thấy kinh luận nào kinh luận nào á, giảng là người chết. Sau khi người chết phải có gương và lược mới và quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Tôi chưa từng đọc thấy mà cũng chưa từng nghe thấy vị hòa thượng thượng tọa đại đức nào ở trong giáo hội giảng như vậy. cho nên ở đây á, tôi nghe nói là có một số địa phương những nơi mà không có tăng ni trụ trì khi trong địa phương có người mất á, các Phật tử á, tức là các cụ già á, nói là các Phật tử thì không biết nó có đúng nghĩa không vì á tôi đi đến một số chùa vì chúng tôi hay làm công tác làm công tác giáo hội cho nên thỉnh thoảng phải đi va chạm tới các chùa đặc biệt các chùa chưa có sư chúng tôi cũng phải đến tôi đến đó nghe các phật tử ở đó nó nói rằng khoe rằng là ở đây chúng tôi là đi quy phải đến thằng có cụ đến 50 năm rồi có cụ 20 năm có cụ 10 năm có cụ 15 năm vân vân thế tôi hỏi rằng các cụ ngày xưa đi quy ở chùa nào và chúng tôi quy ở tại chùa chúng tôi Thế và các cụ thỉnh thầy nào, thỉnh hòa thượng, thượng tọa hay là đại đức nào hay là sư ni, ni sư, uh, ni trưởng, ni sư, sư cô nào về giảng và truyền giới quy cho các cụ. Mà không, chúng tôi không thỉnh hòa thượng, thượng tọa, không thỉnh ni trưởng, ni sư, đại đức, rồi ni cô nào về giảng và truyền giới chúng tôi cả. Gọi là ông thống trong chùa đấy, truyền giới tam quy cho chúng tôi. Thì là ông thầy cúng ạ truyền giới tam quy luôn các ông thầy cúng ở trong chùa Được các dân được vãi là để bầu ra để Để trong chùa để hương khói quét tước chùa chiền á Làm là phép tam quy luôn cho các Các cụ và các cụ để nghiễm nhiên trở thành một Phật tử Tôi nghe mà Thắt cả lòng Thảo nào mà nhìn thấy sư cái câu chào Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết nữa Thảo nào á mà mà quy y 50 năm rồi nhìn thấy sư là gì? Vẫn gọi sư bằng anh Thảo nào mà đi quy 50 năm rồi á Vẫn nói với sư là gì Anh xưng tôi Đó cho nên đây là một cái nỗi đau Ở trong cửa Phật Một cái nỗi đau đối với gì Đối với các Phật tử đặc biệt là Những vùng xa xơ Xa xôi nơi trung tâm văn hóa Kinh tế chính trị của quốc gia Của đất nước, của khu vực Tăng ni không có Chùa tuy có đấy Nhưng mà đều làm sai pháp hết Vì sao mà làm sai pháp vì hàng ngày các phật tử đi ra chùa cúng Phật đó, vẫn cúng rượu cúng thịt vẫn giết gà mổ lợn để tế tự với nhau ở trong cửa Phật ở trên huyện Ba Vì năm 2017 Phật lịch 2061 vừa rồi có một ngôi chùa ở ngay trung tâm thị trấn huyện Ba Vì ở thị trấn Tây Đằng cái hôm mà các cụ làm phật đản đồng thời cũng là làm lễ an vị tượng phật một ngôi chùa cũng nhỏ nhỏ thôi không có sư trụ trì có mấy trăm phật tử gọi là phật tử nhưng mà nói đúng hơn là mấy trăm bà vãi mấy trăm cụ già đi ra và cử nhau ra thay thay nhau ra trong chùa chúng tôi gửi giấy mời đi họp các cụ ở đó thì bảo rằng chúng tôi không cần phải đi họp không cần phải sinh hoạt cùng giáo hội chùa dân chúng tôi á có hàng gì hàng nghìn năm nay rồi chẳng có sư chúng tôi vẫn gì vẫn trông được chùa chẳng có sư ấy, chúng tôi gì vẫn thắp hương thắp khói bình thường vẫn cúng lễ mùng một, một ngày làm bình thường vẫn làm lễ phật đản vẫn làm lễ vô lan vẫn làm lễ vào hè ra hè bình thường vân vân ở vân vân cho nên mời đi họp các cụ không đi mở khóa giảng pháp để gần gần khu vực đó để cho các cụ đến các cụ nghe các cụ hiểu cũng không đi nhất định không đi có một vài phật tử và vài cụ trẻ trẻ đi về các cụ già già nói rằng các bà mà đi ra mà nghe mấy ông sư bà sư nó trao nó truyền giảng cái giáo lý đạo Phật các bề bà về các bà làm loạn chùa lên thì chúng tôi chúng tôi đuổi ra khỏi hội vãi của gì của chùa khi chết chúng tôi không đến đưa ma và khi chết chúng tôi không cho mượn phướn mượn cầu thì bà chỉ có vào địa ngục thôi cho nên lo đi một lần lần thứ hai không dám đi nữa vì sợ các cụ già là đuổi ra khỏi hội vãi vì khi chết là sợ các cụ già không cho mượn phan mượn phướn để để bắt cầu để về tây phương cực lạc thế giới chính vì cái sự u mê đó sự vô minh đó cái sự ngã mạn đó cho nên đã không biết lại còn càng không biết thêm tuy sống gần chùa ở trong cửa phật đó nhưng cái lễ phật đàn vừa rồi các vị biết không? đang trong cái lúc mà thịt lợn nó rẻ đó. Vừa qua cái cái chúng cái dịp đó thịt lợn nó rất là gì, rất là rẻ. Nó xuống thậm chí còn rẻ hơn cả một cân thịt lợn nó một cân hơi lợn nó còn rẻ hơn cả một cái cân gì, một cân rau xanh ở ngoài chợ. Rẻ hơn cả một cái cân khoai tây ở ngoài chợ. Cho nên á cái hôm đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tức 2017 vừa rồi. Cả làng họ giết ba con lợn Giết tại chùa để để làm lễ Phật đàn. Chuyện có thật 100%. Ngày đàn sinh của Đức Phật mà họ giết ba con lợn mời cả làng ra gì để để dự lễ Phật đàn và ăn cơm mở tiệc ở tại gì? Tại trong cửa chùa. Đó. đây là một cái nỗi đau của Phật giáo. Mình muốn hướng đạo cho họ biết mà họ nhất định không nghe mời họ đi họp, họ nhất định không đi. Đó cho nên ở đây này tôi mới nói rằng tôi nghe và biết được một số các chùa chưa có sư. Đặc biệt ở khu vực phía bắc của Việt Nam chúng ta này, đặc biệt là những ngôi chùa vùng nông thôn, vùng xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của của quốc gia, của khu vực. Cho nên các già các vãi các cụ cao niên, tuy đi chùa đó nhưng mà không hiểu gì về về Phật pháp cả. Vì vậy á, ngày xưa khi có người chết á, các cụ ấy thường là gì? mua một cái bộ quần áo gọi là bộ quần áo lục thù hải hội, lục thù hải hội, lục tức là sáu, thù tức là chỉ cho cái 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 cái, cái đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa, tức là thù nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cả một hoa. Chúng ta thì thường là gì? một tấn một tạ để nói theo cái danh từ từ, từ bây giờ ấy, là một tấn xong đến tạ xong đến yến xong đến cân xong đến lạng xong đến hoa hoa xong gì xong đến thù à, tức là dưới cả một hoa nữa sáu thù tức là chưa được một hoa à, chưa được một hoa thì cái áo trong trong kinh phật nói là cái áo của chữ thiên trên quái trời đau lợi ấy, người của chữ thiên rất cao rất to và rất lớn áo thì mặc kín người che thân kín người từ gì? từ trên kín thân thể như vậy nhưng cái áo của chư thiên gì nặng chưa tới sáu thù mà nặng nhất cũng chỉ chỉ sáu thù trở lại thế cho nên đó, chúng ta mới nói là chư thiên mà cái áo nhẹ như thế thân thể cũng nhẹ như vậy cho nên họ mới bay lướt ở trên gì trên trời dễ không như vậy cho nên ở đây gọi là cái áo của chư thiên lấy cái tích là gì? áo của chư thiên là áo lục thù người to nặng như vậy to cao như vậy xin lỗi to cao như vậy mặc cái áo kín người nhưng mà chưa nặng tới sáu thủ và khi mà nghe trong kinh phật nói như vậy có một số những thậm chí là có những vị sư mà những vị sư ở đây thì nói thật là đúng danh nghĩa là cũng chẳng phải là sư luôn vì cũng chẳng biết cái gì chúng ta biết là ở miền bắc chúng ta có một thời gian đặc biệt là từ thời gian chống pháp và chống mỹ một thời gian khá lâu nhân dân còn gì không có điều kiện đi đi học thì huống chi là người xuất gia lúc đó không mấy người được đi học đó. người dân ở ngoài đời không được đi học thì chú tiểu ở trong chùa thì cũng chẳng có cơ hội nhiều để đi học cả mà làm chú tiểu không được đi học thì giả biết cái gì đâu ngoài trong ngôi chùa sáng chiêu chiều mộ gõ mó tụng kinh trong chuồng nuôi mấy con lợn mấy con gà nữa và có thêm con trâu và con bò để gì để làm 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 cái công cụ lao động làm sức kéo vì cũng cấy mấy xào ruộng những người dân thôi ngày xưa khi chúng tôi mới đi xuất gia chúng tôi nhớ là vào thăm một cái sư cụ ở trong 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 một cái chùa ở trong liệp tuyết quốc oai cụ năm đó của hơn 80 tuổi cụ ốm năm đó tôi nhớ là năm Năm 98 tôi mới bắt đầu vào học trung cấp được một năm Sang năm thứ hai Thì tôi về đi về đi thăm sư cụ Về với cùng các thầy ở trong ban đại diện Phật giáo huyện Quốc Hoa Cụ là khoảng hơn 80 tuổi Đi đến thì cái chùa của cụ vào trong chùa của cụ thì có rất nhiều chậu và xô ở trong đó. Tôi hỏi là thế thế bạch cụ chùa của cụ làm sao mà để nhiều chậu nhiều xô trong này thế? Thế cụ mới bảo là ôi trời sư ông à Thế cụ gọi tôi là sư ông, cụ bảo sư ông à Đấy, mới đêm hôm qua nó mưa thì, thì con mang chậu mang xô ra con hứng nước nó, 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 rột xuống Sáng nay thì bận quá cũng chưa vội để cất đi Đấy, con chỉ mong cả đời tâm nguyện của con chỉ mong làm sao đảo được lại cái ngói thôi Con cũng không mong là làm là được cả ngôi chùa mà chỉ mong đảo lại cái ngói thôi Nhưng mà cũng không có tiền, không đủ tiền để mà làm Mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát Cụ nói như thế, mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát Thế tôi mà hỏi cụ chăn nuôi cái gì mà cụ bảo mấy năm nay chăn nuôi thất bát Cụ bảo đấy nuôi mấy con gà thì cái đến mùa đông là nó chết hết Nuôi mấy con lợn thì mãi nó chẳng lớn cho à. Thế tôi bảo cụ cũng nuôi gà nuôi lợn à Bảo có chứ thầy có chứ xưa ông và không nuôi thì lấy cái gì Đã nho ăn bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa đủ tiền để đảo lại ngoái đấy và tôi ra đằng sau thì đúng cụ có bốn năm con lợn nó cứ bé bé coi quài rồi Bảo là có một bà vãi và ở đây bà vãi hộ và ở và chăm và chăm sóc cụ và bà cũng rồi chăm sóc luôn mấy con lợn và cả cái đàn gà đấy có hơn chục con ấy, cả con gái cả con mái con trống rồi mấy con gà con cái loan toàn ở ngoài sân cứ tưởng là gà nhà người ta đến nó bay vào chùa mà hóa ra là gà của nhà chùa gà của sư cụ nuôi đó. cuộc sống ngày xưa vất vả như vậy các cụ không được đi học đi hành cho nên là một thời gian họ bảo là phải một thời gian chúng ta biết là trước năm 81 đang còn trong cái thời gian bao cấp đó, thì vận động là toàn dân là chăn nuôi Cho nên chùa họ cũng giao cho chỉ tiêu là gì? nuôi mấy con lợn à, Mà khi nuôi được lớn lên một cái thì không phải nhà chùa không đem bán mà đem gì Đem uh, sung uh, công quỹ ngân khố của thôn của xã Và họ lại tính là bao nhiêu cân lợn hơi đó thì được bao nhiêu cân thóc à, Đổi ra quy ra thóc hết Đó cái thời đó nó thế cho nên các cụ bây giờ cái thời đó quen rồi sau này sau năm 1981 sau năm 75 rồi sau năm 1981 rồi thậm chí là đến năm 1998 khi chúng tôi đến cụ vẫn cứ nuôi như vậy đó. cho nên đấy là nói về cụ nói về một số các chùa nữa Tôi biết là tôi đến một cái ngôi chùa Ngôi chùa đó ngày xưa tôi đi học trung cấp Tôi đến ngôi chùa đó Sư cụ ở đó chính là người gì? sản xuất áo lục thủ hải hội Để bán cho các vãi Và bán đi các chùa khác ở, ở quê đó. Thì khi tôi đi học tôi để nghe hòa thượng chủ hương với lại hòa thượng pháp chủ ngài dạy rằng không được cho các phật tử khi chết không được cho các phật tử mặc áo lục thủ hài hội để chôn xuống dưới dưới huyệt mặc như thế phải tội thì hòa thượng bảo vì sao vì ở trong áo đó họ in cả hình phật hình bồ tát và những câu chú của phật của bồ tát vào đó cho nên cấm không được cho các phật tử mặc để chôn xuống dưới dưới huyệt và hòa thượng giải thích rằng vì sao lại như thế vì chúng ta biết rằng á, đối với tranh ảnh, tôn tượng, kinh sách của Phật là pháp bảo để cho chúng sinh á, và chư thiên á, từ hàng thiên long bát bộ và chúng sinh á, nương vào đó để để cung kính, để đỉnh lễ, để phát khởi chính tín, phát khởi bồ đề tâm. Nay chúng ta vì cái thân hôi thối của mình mà đem mặc vào rồi đem chôn chúng ta biết là bình thường còn sống, các vị cứ thử đi xem. Các vị cứ mặc cái áo lục thủ hải hội bình thường thì tất cả mọi người đi chùa ai cũng mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam. Thế tự nhiên Phật tử làm một bộ quần áo thì lục thủ hải hội mặc cái áo lục thủ hải hội như vậy vào xem. Chắc chắn là mọi người sẽ gì? sẽ sang sờ chán mình xem có ấm đầu hay không. Tức là người có bình thường hay không hay là bị thần kinh hay bị điên, bị rồ đó. Chắc chắn rồi. Hoặc là mình đi chợ đi ra ra, ra chợ mua bó rau hay mua gì, mua chút thức ăn cho chồng cho con cho người thân Mọi người sẽ ăn mặc bình thường Mình chúng ta mặc cái áo lục thuổi hội đó đi ra mua đó Họ sẽ bảo gì Bảo chúng ta chắc chắn phải điên Chứ không phải nghi ngờ gì nữa Ở thế gian họ còn gì Còn đánh giá người ta như thế Còn hướng chi xuống dưới kia là gì Diêm vương Nghiêu đầu ngục tốt Thấy chúng ta gì Bất kính với gì Với Phật với Bồ Tát Dùng cái áo có gì có hình Phật và Bồ Tát để mặc lên trên người Như vậy là chúng ta bất kính với Phật và Bồ Tát Chúng ta có xem cách đây mấy năm về trước à, tôi đọc một cái bài báo ở bên Mỹ có một cái hãng thời trang nó may quần áo phụ nữ đó, quần áo con của phụ nữ đó. nó may hình Phật và Bồ Tát vào cái quần áo con của phụ nữ và cả thế cả cộng đồng tăng ni Phật tử trên toàn thế giới lên, lên án cái công ty đó và kêu gọi tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tẩy chay công ty đó. Kêu gọi tất cả những người yêu trụng hòa bình và những người có niềm tin đức tin tôn giáo không chỉ Phật giáo mà cả Thiên Chúa giáo, cả gì? Các tôn giáo khác như là hồi giáo, vân vân ở trên thế giới đều tẩy chay không chỉ cái mặt hàng của công ty đó mà tẩy chay tất cả các mặt hàng của công ty đó và không bao lâu công ty đó bị suy sụp và phá sản. Cái ông Chủ tịch hội đồng quản trị phải nhảy từ lầu 20 xuống đất để tự tử. Trắng tay. Đấy là quả báo gì? Quả báo coi thường cái đức tin tôn giáo của những người có đức tin tôn giáo ở trên thế gian này. Đó. Đấy là cái quả báo đấy. Quả báo hiện tiền ngay trước mặt. Thế còn là chúng ta đây là nếu làm một Phật tử lấy danh nghĩa là một Phật tử mà còn gì? Còn mặc cái bộ quần áo lục thù hải hội có cả hình tượng của Phật và Bồ Tát ở trong đó, in ấn ở trong đó và có cả những câu thần chú của Phật của Bồ Tát in ấn vào trong đó, đem quấn cái thay chết của chúng ta. Mà thay chết của chúng ta thì có thơm tho gì không? Chắc chắn không. Trong kinh Đức Phật, kinh Tứ Niệm xứ Đức Phật nói này, sau khi chúng ta cắt đứt hơi thở tức hít vào không thở ra nữa gọi là chết đó. Vài tiếng đồng hồ sau, người bình thường thì bắt đầu là dần dần là cái cái bụng nó trương lên cái thân nó xanh lại nó xám lại nó đen lại 10 20 tiếng đồng hồ sau thì kiểu khiếu bắt đầu gì kiểu khiếu bắt đầu là chảy những nước nước hôi ra hơi hôi nước hôi ra kiểu khiếu là gì hai tai hai mắt hai mũi miệng và đại tiểu tiện vân vân thì đấy là gọi là kiểu khiếu thường lưu tức là chín cái cái nơi ở trong cơ thể chúng ta thường lại chảy hơi hôi ra và sang ngày thứ hai thứ ba một cái thì bụng bắt đầu nó trương to lên và cái hơi hôi lại thường chảy ra chín cái lỗ đó càng nhiều hơn và đến một khoảng một tuần thì bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu phân hủy và cái bụng hoặc là nơi nào sung yếu có thể là nó bục ra và tất cả những cái sự bẩn thỉu nhất ở trong thân thể của chúng ta thấm hết lên hình tượng và thần câu thần chú của phật được in trên cái áo lục thủ hải hội đó và như vậy các quý vị hỏi rằng rồi quyền kinh kỳ cầu nữa cả quyền kinh kỳ cầu nữa thì cho đặt vào tay cầm lấy quyền kinh kỳ cầu đó và tôi cũng nghe một số các cụ già xưng là danh nghĩa phật tử tôi gọi là xưng là, là, là danh nghĩa phật tử nhưng thực tế họ không phải là phật tử vì họ gì khi họ y tam bảo là do mấy ông thầy cúng Gọi là ông thể thống ở chùa không có sư ông thể thống ông lập đàn ông ông lên ông lễ phật ông truyền giới cho ông thỉnh phật xong truyền giới cho cho nên á thì gọi là danh nghĩa phật tử thôi chứ không phải là một phật tử thực sự đắc giới ở trong 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 uh, cửa phật chúng ta cho nên đó, các vị đó vì không đắc giới vì không được học không được hiểu cố chấp cho nên á họ nói rằng đó, khi chết như vậy mặc áo lục thuổi hội vào tức là có phật có bồ tát bảo vệ cho mình cho nên không sợ bị ma vương quỷ sứ nó bắt nạt nữa đấy là cái thứ nhất lý do thứ nhất là mặc áo lục thủ hải hội lý do thứ hai là gì mặc áo lục thủ hải hội vào á cái áo đó nhẹ cho nên gì thần hồn thần xác thì nằm lại ở dưới đất nhưng mà thần hồn của mình mới bay về với với phật được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng cho nên họ mặc cái bộ quần áo đó và họ cầm quyển kinh kỳ cầu ở trên tay tức là ôm trên bụng á thì thường người mất sau khi mất thì, thì họ hay để lên trên bụng này để quyển kinh kỳ cầu vào ôm lên trên bụng để vào trong bụng chỗ rốn mình nhá. Thế hai quyển hai cái tay là gì à, đặt lên hoặc là một cái tay con trai thì đặt tay trái vào trong bụng và tay đặt quyển kinh kỳ cầu đặt quyển tay gì? tay trái ôm lên hoặc là con gái thì đặt tay trái xuống vào trong bụng và đặt quyển kinh kỳ cầu vào giữa... và đặt tay tay phải lên trên vân vân. Đó là cũng có nhiều nơi họ làm khác... họ nói làm như thế có quyển kinh kỳ cầu trong tay thì xuống đó không có ma vương quỷ sứ nào có thể đánh bắt chúng ta được không có ai làm gì chúng ta được và chúng ta thì được về với phật à, tôi nói với các lấy một cái quý một cái ví dụ cho các quý vị nghe bây giờ có một kẻ gì? cướp của giết người hoặc buôn hạc quốc cấm bị công an là gì truy lùng gắt gao và kẻ đó thì chạy ra hàng có cái hàng bán kinh sách hoặc đến chùa xin thỉnh một quyển kinh và gì nó cầm ở trên tay và nó chạy chạy trốn lệnh truy nã của gì của công an của cảnh sát có được không các vị nghĩ xem chạy có được không vị đó có chạy được không có trốn thoát được không cầm quyển kinh ở trên tay ôm quyển kinh trên tay để để chạy trốn lệnh truy nã của gì của pháp luật quốc gia có chạy trốn được không các vị trả lời có chạy trốn được không không chắc chắn là không cho dù vị đó gì có cầm hàng chục quyền kinh, có có trước thì cầm kinh, sau thì điều kinh, tức là gì điều tất cả một cái một cái hòm kinh ở đằng sau nữa để chạy trốn, để mong rằng á mình có kinh ở đây rồi thì sẽ chạy trốn được pháp luật quốc gia không được. hoặc khi đã tạo tội lỗi như vậy rồi giết ngủ giết người, cướp của, buôn hàng quốc cấm như vậy rồi bị pháp luật ra lệnh truy nã rồi, truy tố, truy nã rồi thì á vì đó có thể gì? đem mặc cả xa cạo tóc vào chùa cũng không thể trốn được có thể trốn được một vài ngày một vài tháng một vài năm nhưng không thể trốn mãi được cho nên các vị nhớ lại cách đây năm ngoái cũng chính vì cái vụ này mà có thể tôi được nổi tiếng bắc trung nam nhiều người biết đến đó là sao có một cái vị sư cũng ở chùa khai nguyên nhưng một chùa một vị chưa sư ở chùa khai nguyên là gì? ở địa bàn khác là ở phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội cơ mình đây là ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Ở Hà Nội có hai ngôi chùa Khai Nguyên. Nhưng ngôi chùa Khai Nguyên đó thì có một gọi là một chú tiểu thôi, chứ phải là sư đâu, phải chú tiểu. Mới cạo tóc năm 2014 mà, thì 2016 thì bị bắt. Trước đây thì hắn ta là một dân chơi, hút hít thuốc phiện và buôn bán heroin. Ba anh, trong đội đó có ba anh buôn bán heroin, thì hai anh bị bắt còn anh ta thì nhanh chân chạy thoát được và đi sang Trung Quốc làm thuê làm mướn là giặt dẹo bên Trung Quốc là hai ba năm nhưng sau khi không chống được thì anh ta mới bắt đầu đi về nước đi về nước thì anh ta nghĩ rằng đi vào chùa thì có thể trốn được lệnh truy nã của pháp luật nhà nước và anh ta tìm đến cái chùa đó gọi là chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội anh ta vào chùa năm 2012 thì đến 2014 anh ta được vị trong non một cái ngôi chùa đó cạo tóc cho làm chú tiểu và vì đó cứ tưởng là khi được cạo tóc làm chú tiểu rồi á ở trong chùa thì sẽ lẩn trốn được pháp luật nhưng không ngờ đâu một hôm thì anh ta đi ra ra mua hoa quả ngoài cửa chùa thì bị các chú làm cái ngành an ninh nhìn thấy và phát hiện ra và liền là về là lập một cái chuyên án theo dõi một hai tháng sau thì bắt ra lệnh và bắt và khi bắt lên thì cái báo chí báo chí nó đưa nó không rõ ràng nó chỉ đưa là nó đưa là chùa khai nguyên à, sư trụ trì chùa khai nguyên là bị bắt à, Nó tiêu đề là như thế sư trụ trì chùa khai nguyên bị bắt vì buôn thuốc phiện buôn hàng quốc cấm nhiều phật tử là gì đọc thấy đọc thấy cái cái từ này sư trụ trì chùa khai nguyên buôn thuốc phiện bị bắt một cái là gì gặp báo ngay và không đọc nữa và bắt đầu là gọi điện ngay cho mọi người là gì sư trụ trì chùa khai nguyên bị bắt có đúng không và tạo thành một cái làn sóng và đi đâu tôi cũng được gì cũng được mọi người hỏi thăm thậm chí là có những người làm cán bộ cấp cao của nhà nước cũng gọi điện hỏi thăm các thầy cùng học với tôi bắc trung nam cũng đều gọi điện hỏi thăm khi gọi điện hỏi thăm nghe tôi hỏi điện thì nghe tôi nghe máy thì hỏi là thầy đang ở đâu đấy theo đang ở chùa có thật không thật mà thế các thầy bảo thế mà người ta bảo là ông buôn thuốc phiện bị người ta bắt à thế tôi bảo tôi bị bắt làm sao các thầy còn nghe được tôi alo điện thoại nó nghe điện thoại các thầy nữa à. thế mà sau rồi tôi mới tìm hiểu thì hóa ra là có cái vị sư sư tiểu ở chùa khai nguyên như thế và sau này á, đọc lại tờ báo thì đúng cái tiêu đề báo nó nó đăng là gì? sư chủ trì chùa khai nguyên buôn thuốc phiện bị bắt bị bắt vì buôn bán thuốc phiện <laughs> <laughs> đấy nhưng mà đọc hết báo á đến gần cuối báo á, thì họ mới nói là gì chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội à, thế mới đau chị đấy nếu mà nó đưa ra ngay cái chùa Khai Nguyên phường Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội lên ngay đầu báo á, thì lại không có cái chuyện như thế không có cái chuyện mà nó linh tinh lộn lùng phèo như thế Đó. đây cho nên á có tránh được không vì có vào vào chùa rồi nhưng có tránh được pháp luật không không tránh được rồi nữa tôi đọc thấy cũng năm ngoái 2016 có một cái vị ở bên một vị sư bên Trung Quốc trước đây vị đã từng giết hai người do mâu thuẫn cá nhân giết hai người và vị này bỏ trốn trốn vào chùa lên phổ Đà Sơn tức là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Bồ Tát phổ Đà Sơn là đạo tràng Đức Quán Thế Bồ Tát hắn lên đó để xuất gia tu hành ở trên đó mấy năm xong rồi đi học đi học xong rồi vị này đi làm chủ trì và chủ trì vị nào làm vị này làm ở như ở việt nam chúng ta gọi là trưởng ban trị sự phật giáo của một huyện ở bên trung quốc và vị này còn tham gia như ở việt nam chúng ta là tương đương với cái chức là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu hội đồng nhân dân huyện và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cái chức của bên kia thì nó khác với cái chức danh gọi bên của việt nam chúng ta nhưng mà cái chức chúng tôi so ra thì nó tương đương với cái chức là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu hội đồng nhân dân huyện thì vì đó tham gia cả hai cấp đó là đại biểu hội đồng nhân dân huyện đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và đặc biệt là về phật giáo thì vị này là gì là trưởng ban trị sự phật giáo một huyện nếu mà so như phật giáo của việt nam chúng ta và làm ủy viên thường trực của ban trị sự phật giáo một tỉnh đó vị này trải qua hơn 20 năm sau ngành công an cảnh sát trung quốc mới phát hiện ra khi đọc thấy cái tin vị này á, làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ấy, thì khi đó mới nhìn vào cái ảnh công an cảnh sát ở trung quốc nhìn vào cái ảnh nó mới thấy là gì Ơ, có một cái gì đó rất giống với cái vị cướp của giết người hơn hai năm hơn hai mươi năm trước đây và họ lập một cái chuyên án để theo dõi khi theo dõi thì mới biết là gì hắn ta chính là gì con quỷ đội lốt gì đội lốt thầy tu và hơn hai mươi năm sau hắn hắn vẫn bị pháp luật gì lôi ra để trừng trị đó cho nên đó, tôi mới nói lấy cái này Ví dụ này nói với các quý vị là Cho dù á Sống ở trên đời chúng ta không làm việc thiện Cho dù á Có mặc áo lục thù hải hội thì chắc chắn là Diêm vương ngục tốt vẫn hỏi như thường Mà thậm chí là còn Cho thêm Phải phạt thêm cho một cái tội là gì Bất kính với gì Với Tam Bảo Phạt thêm cho một cái tội để Do vô minh không chịu học hỏi Thêm hai cái tội nữa bất kính với tam bảo và vô minh không chịu học hỏi tức là ngu dốt mà không chịu học hỏi cố chấp đó rồi một cái tội nữa đây là quay thường pháp tức lấy kinh điển của phật để cho vào trong quan tài để chôn theo thầy thầy chết của mình đó cho nên là ở đây trả lời cái ý thứ thứ nhất của câu hỏi phật tử này và phật tử hỏi ý thứ hai là gì? khi cải táng tức là tục lệ việt nam chúng ta sau khi chết được ba năm bốn năm năm rồi đó thì gọi là thay áo sang cát đó gọi là cải táng có nơi gọi là thay áo có nơi gọi là sang cát có nơi gọi là cải táng vân vân thì ấy, người ta hay bỏ vào trong tiểu trong quách ấy, vàng hoặc bạc để ngăn ma quỷ bắt nạt việc đó có đúng không tôi xin trả lời là trong phật giáo chắc chắn không có dạy như thế còn ở tôn giáo khác thì tôi không biết tôi không không bàn tôi không nói nhưng mà xem vào cái nếu mà y vào giáo luật của đức phật thì chắc chắn không có chuyện là con người ta sau khi chết chết rồi mấy năm sau cải táng thay nhà mới vân vân đó tùy theo cách gọi mà cho vàng bạc vào trong đó thì ma quỷ không bắt nạt chắc chắn không có chuyện đó mà cho nhiều vàng bạc vào chỉ là cái tổ cho gì nếu mà cái bọn mà nghiện ngập á bọn trộm cướp á nó biết được là mình nhà mình nó cho khoảng vài chỉ hoặc là một vài cây vàng vào trong cái tiểu quách đó, thì có khi mấy hôm sau có xây mộ rồi nó cũng khoét mộ gì nó chui từ dưới chui lên để nói gì, nó lấy. Đã. Năm ngoái tôi cũng đọc thấy một cái bài báo ở dưới hình như Hải Dương hay sao, bắt được một cái trường hợp này. nghi là cậu ta đã phục gì mấy ngày mấy đêm trời mưa trời gió để đào nhưng khi đào đào được đến gần sáng thì có người đi lấy nước ruộng lại phát hiện ra với lại về báo dân làng và vây và bắt bắt được thì nó nói rằng đây nó nghi là cái 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 cái, cái người chết kia nghe người ta nói là để cho mấy chỉ vàng vào trong 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 miệng của người mất cho nên nó nó ra nó đào trộm để nó lấy nó chỉ xin mấy chỉ vàng thôi chứ nó không có ý gì ác nó bảo xin mấy chỉ vàng xong nó thì nó lại lấp lại chứ nó không có ý gì ác vì nó bảo là nó đói lắm nó không có tiền thế thôi trong cuộc sống nó đói nó không có tiền thì bây giờ cho người chết như thế nó phí đi cho nên nó ra gọi là nó xin nên là lấy lý sự đấy như nó xin Nhưng không biết là cái vụ đó sau này thì pháp luật họ xử như thế nào Thì tôi cũng không rõ về không không thấy những bài báo tiếp theo nó viết về cái vụ xử đó như thế nào nữa Đó cho nên á gọi là những mang họa vào thân Hay là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ của các vua chúa quan lại Các chế độ phong kiến Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước ở thế giới ngày xưa Những người chết mà cho thì nhiều của cải vàng bạc châu báu đi theo để chôn cất đó. Nhưng chắc chắn là trên cái ngôi mộ đó không có yên Không đời này thì đời sau không đời sau thì đời sau nữa nhưng ngồi cái ngôi bộ đó sẽ bị kẻ gian là gì đào trộm và đập phá mà thôi cho nên đừng có dạy gì mà gì? cho vàng bạc vào trong gì trong quan trong quách ma quỷ gì nó không sợ cái đó đâu nó đâu có sợ và phật tử nó hỏi ý thứ ba là khi người thân chúng con mất thì chúng con nên làm gì để tốt nhất làm gì tốt nhất khi có người thân mất thì tốt nhất đó là tụng kinh để tạng và niệm nam mô a di đà phật phóng sinh tu phúc bố thí cũng ràng để hồi hướng cho người đó đó là việc gì việc tốt nhất không có việc nào tốt hơn nữa cả không có một việc nào tốt hơn đó nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sinh về nước cực lạc